Mình xin chào tất cả anh em mọi miền nhé. Nay mình chia lửa tới anh em toàn quốc. Em Zippo hàng sưu tầm ha anh em. Em này hàng cất tủ cũng khá lâu rồi. Hàng này đã ngưng sản xuất nha anh em. Hàng cực hiếm và rất là VIP. Anh em nào yêu thích em nó, ưng em nó, có duyên đến với em nó thì cứ liên hệ trực tiếp mình ha. 0909 828 779 nha anh em. Em này được hãng ốp nổi em bà Lem cái hình cánh chim ha. Và ở giữa là cái khiên biểu tượng quốc, biểu tượng quân đội Mỹ. Cách điều ở trong cái lá quốc kỳ Mỹ. Em này anh em trên tay sở hữu về đội thì không có đụng hàng rồi. Và em nó hàng new 100% full box anh em. Chưa hề đụng chạm gì tới hết. Zin từ A tới Z luôn. Mình ship giao tới anh em toàn quốc luôn ha. Và luôn luôn là đảm bảo quyền lợi cho anh em. Bao test chất hàng trước anh em yên tâm nha. Nếu chưa đăng ký kênh, mời anh em tiện tay ấn nút đăng ký Zippo Tuấn Nguyễn ngay bên dưới clip luôn ha. Để tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Zippo rất là độc đáo, rất là đẹp trên channel mình nha anh em. Còn anh em nào có duyên đến em này cứ gọi mình nha. Ốp nổi em bà Lem 3D hình cánh chim, tinh tế lắm. Trên tay thực tế thì nó ấn tượng hơn. Và mình xin trên tay giới thiệu qua clip với anh em. Rất là đẹp ha anh em. Hàng chất nha anh em. New 100%. Kính mít cứng khừ luôn ha. Zippo Mỹ xịn bên mình thì anh em yên tâm ha. Lưu ý anh em sử dụng xăng đá phụ kiện chính hãng xịn nha. Mới tránh hư mòn bánh xe anh em và hư lưỡi gà Zippo của anh em. Hàng này hàng hiếm nha anh em. Hàng cất tủ đã ngưng sản xuất rồi. Rất tinh tế ha. Có nhu cầu xem hình ảnh em nó thì anh em vô trang Facebook mình. Đường link mình để vô mô tả nha. Rất là đẹp. Hàng zin ha. Chưa hề đụng chạm gì tới hết. Sở hữu về đội cho anh em hoặc là quà tặng, quà biếu cho người thân, bạn bè, đối tác công việc. Em này cũng rất là đẹp, ý nghĩa. Số hotline điện thoại mình là 0909 828 779 nha. Mình có để số điện thoại trên tựa đề clip luôn. Anh em kết em nó hoặc yêu thích em nào trên trang mình cứ liên hệ mình nha. Soi kỹ với anh em xem. Khi giao tới anh em thì mình bao test chết trước, anh em yên tâm nha anh em. Đảm bảo uy tín với anh em. Cánh chim ha. Rất là tinh tế, ốp nổi em bà Lem. Hàng zin full box luôn ha. Anh em nào có duyên đến với em nó cứ gọi mình. Giấy tờ đầy đủ. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. Vạn sự như ý, có nhiều niềm vui, may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn, chào tạm biệt anh em nha.